năm 2021, khi mà thế giới ngầm ở Việt Nam đã tiến hóa đến giai đoạn nổi hết lên mặt đường, nổi trên mặt nước, đến nổi cả trên mạng, thì ở phương Tây, thế giới ngầm của Hollywood vẫn đang loay hoay với mấy gã giang hồ hoạt động chìm dưới mặt đất. Với dàn bài và công thức có sẵn, bộ đôi biên kịch David và Kelly trình làm bộ sát thủ mới mang tên không ai cả. Sau thành công của John Wick, kẻ vô danh Hutch Mansell đã nhận được rất nhiều phản ứng tích cực từ các nhà phê bình và khán giả. Không khó để nhận ra giữa Hutch và John có rất nhiều điểm giống nhau đến nỗi tưởng như họ ở cùng trong một vũ trụ điện ảnh. Hãy cùng chúng mình đi tìm 31 chi tiết chứng tỏ John Wick và Nobody thực ra là một. Chào mừng đã quay trở lại với Tentacles và sau đây là phim sinh đôi. Lưu ý đây là một video giải trí hoàn toàn không có mục đích so sánh nên là subscribe đi các ông. Ông nào chưa xem Nobody thì cũng đừng lo, tôi chỉ spoil hết phim thôi. Còn muốn nghe chi tiết thì comment ở bên dưới để tôi làm một video tóm tắt phim nhé. Ở nhà chán quá ha. Trước tiên ta cần chuẩn bị một tấm poster thật chất. Phim đánh nhau thì phải có ngay một gã giang hồ mặt sứt sẹo. Thêm nền đen vào này, rắc thêm một ít sát thương nữa, xong. Poster uy tín luôn. Nhân vật chính của chúng ta là hai ông chú ngoại hình ngon nghẻ, hai tấm chiếu mốc có gốc giang hồ nhưng đã dọn đồ về quê ở ẩn. Không làm xã hội đen nữa thì các chú trở thành con sen, một ông nuôi chó còn một ông thì ôm mèo. Mở đầu phim, ta có nhân vật chính xuất hiện một cách te tua, máu me bầm dập, sau đó thì hiện lên tên phim nào. Thay vì quẹt Tinder tìm Sugar Baby hay lướt TikTok xem vợ quốc dân, nhân vật chính chỉ quan tâm đến gia đình mình mà thôi. Mà nhắc đến gia đình... Dominic Toretto? Your brother never told you never threaten a man's family. Với tôn chỉ, giang hồ đẫm máu anh không sợ, chỉ sợ đường về thiếu bóng em. Nhân vật chính đều yêu vợ hết mực, John vì vợ mà rửa tay các kiếm. Hutch cũng muốn cùng vợ xây dựng gia đình văn hóa nên lui về chăm lo nhà cửa đảm nhận bếp núc. Chớ trêu thay, đường tình duyên hai chú hơi lận đận. Người thì vợ chết vì bạo bệnh, người thì bị vợ coi là đồ vô dụng, chán chả muốn nói. Thế nên nhân vật chính lâm vào cảnh buồn chán, túng quẫn và phải kiếm thú vui để xả stress. Kịch tính xuất hiện ở vụ trộm lúc nửa đêm mà hễ trộm vào nhà là chắc chắn trùng mặt nạ đen nhé. Ôi nào ông ơi, trộm đeo nào mà chả đeo mặt nạ đen, chẳng lẽ đeo mặt nạ Avengers? Lúc này khán giả chưa ai hiểu chuyện gì, đây là ai, đâu là đây nên nhân vật chính phải thật cùi bắp hết sức, không bị hành cho tay tả thì cũng bị khinh cho chết bỏ. Nhưng mà không sao, nhờ mấy cái chuông báo thức di động ấy mà bản năng sát thủ vốn tưởng đã ngủ yên của nhân vật chính được đánh thức. Họ nổi dậy, điên cuồng tìm cách trả thù, tất cả đều vì gia đình. I got family. Thôi mời ông đi chỗ khác chơi. Có đồ ngon thì phải giấu kỹ, trong khi John Wick chôn tận dưới hầm thì ông Hutch lại cất bên nhà bố đẻ. Nói thế thôi chứ ông Nobody cũng có cái tầng hầm xịn và cờ lờ. Đấy, nhân vật chính ngoài lạnh lùng bên trong nhiều vàng thế này cơ mà. Để thể hiện là người trong nghề lâu năm, nhân vật chính phải có một hình xăm thể hiện độ uy tín vãi nhái như này. Muốn trở thành trung trương thì phải đấm ai? Tất nhiên là thằng trung trương. Vậy muốn trở thành một sát thủ cấp VIP Pro? Tất nhiên là đấm mafia rồi. Không gì thể hiện sức mạnh của bạn tốt hơn việc hạ gục người thân của một ông trùm xã hội đen. Thích đụng độ kiểu gì mà cứ nhắm vào mấy thằng con trông cháu cha thế nhỉ? Được cái là ở đất Mỹ, những bọn xã hội đen chắc chắn phải là người Nga. Đến đây bắt đầu lộ ra danh tính nhân vật chính là ai, máu mặt thế nào trong thế giới ngầm. Nhưng giang hồ thì không ai dùng tên thật cả. Tham gia thế giới ngầm mà không có tí số má thì như ăn cá mà không chấm tương. Nhân vật chính là người có số má trong thế giới ngầm, số mấy thì chưa biết. Chỉ biết thiên hạ ai ai cũng nể phục. Đây này, nhìn mặt lúc phát hiện danh tính nhân vật chính cứ như ỉa chảy của đội này là biết. Tổ chức nào thì cũng có điểm trung gian. Ở John Wick là The Continental, còn Nobody là The Barber, thợ cắt tóc à? Xong kiểu gì trong tổ chức cũng có một anh da đen cung cấp thông tin. Check in tìm hiểu đối thủ xong xuôi, ông trùm nên ra tay đấm đá một tí cho tăng phần uy tín. Đến lúc này, trùm sẽ mang hết lính tráng ra để va chạm với nhân vật chính. Lôi quân ra để bắt đầu đánh hội đồng nhân vật chính. Đầu tiên là tại nhà riêng, mà chắc chắn là phải lôi nhau vào nhà bếp mới có nhiều đồ chỏ nhau nhé. Đánh nhau ở nhà xong là kéo nhau đến hộp đêm, quán quen của dân xã hội đen. Hộp đêm chán chê xong tăng ba là đến một cái nhà kho để quẩy. Mấy đoạn này nhân vật chính phải xử lý từng thằng đàn em của ông trùm một cách nghệ nhất có thể. Điểm đến tiếp theo của nhân vật chính sau khi hết chỗ đánh là gì? Chính là xào huyệt của ông trùm mafia rồi. Đến hẳn xào huyệt của mafia xong thì nhớ đốt hết sạch tiền của nó đi để lấy số, chứng tỏ ta đây không cần tiền, chỉ cần danh dự. À đấy, tôi còn quên chưa nhắc đến tuyệt chiêu bẻ ngón tay tháo còng đúng không? Quánh nhau chán chê rồi thì ông trùm với nhân vật chính cũng phải ngồi tâm sự hàn huyên một tí, câu chuyện mà ai trong chúng ta cũng hiểu là sẽ đếch đi đâu về đâu. Đến lúc ai cũng nghĩ nhân vật chính chết đến nơi rồi thì chắc chắn sẽ có một ông bạn bắn tỉa ứng cứu. À đừng quên kịch bản quen thuộc của các phim hành động Hollywood nhé, kiểu gì cũng có mấy pha đua xe bắn nhau lanh tanh bạch. Cuối cùng thì ai chả phải solo với trùm phải không các ông? Do đánh đấm máu me quá nhiều, điều mà biên kịch muốn khán giả nhớ về nhân vật chính là họ rất yêu động vật. Rồi xong, không biết anh em còn phát hiện ra điểm giống nhau nào nữa giữa hai phim này không nhỉ? Đừng quên comment tên các bộ phim để bọn tôi đi tìm anh chị em sinh đôi với nó nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Đừng quên sub kênh nhé các ông các bà ơi để ủng hộ cho Đê Đẹp Trai. Xin chào và hẹn gặp lại.